các bạn sẽ đến với lại hệ thống nguyên âm thứ hai, người ta gọi là nguyên âm ghép hay còn gọi là nguyên âm mở rộng. Thế thì nguyên âm ghép là gì? Nguyên âm ghép, các bạn nhìn thấy bảng ạ, nó chính là những cái nguyên âm được cấu thành bằng việc là kết hợp những cái nguyên âm khác lại với nhau. Và chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này nhá. Chúng ta vừa có một cái bảng giống với nguyên âm là thường đúng không? Chúng ta sẽ có gì ạ? Cái ký tự của nó. Đây ạ, ký tự của nó. Sau đến gì ạ? Tên gọi của nó này và đến cái phần phát âm của nó. Và chữ cái đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn thì nó sẽ được cấu thành bởi cái chữ gì ạ? A cộng với lại chữ Y thành một chữ như thế này nhá. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì có phải là đây. Này, các bạn đã thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái chữ. Nếu mà che cái phần đuôi thì nó là chữ A đúng không? Rồi, còn nếu mà che cái phần trước đi thì nó sẽ là chữ gì ạ? Chữ Y đúng rồi ạ. Thế thì tạo thành một cái chữ ạ, được phát âm tương tự như trong tiếng Việt, đấy là chữ E. Tương tự thôi nhá. Và các bạn phát âm như thế này ạ. E. E. Các bạn hơi mở miệng và các bạn sẽ gì ạ? Dẹt nó ra một chút nhá. Đó. Thế thì các bạn thấy không ạ? Các bạn sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ viết như thế nào không ạ? Thì các bạn viết giống như là cái chữ A bình thường trước nhá. Đầu tiên ạ, các bạn sẽ viết chữ A này. Đó. Đúng không? Nét thứ hai ạ, là các bạn sẽ gì ạ? Thêm cho nó cái nét của chữ Y vào bên cạnh của chữ A đúng không? Và các bạn sẽ thêm cho nó vào như thế này. Đó, kéo xuống. Thì có phải là trong tiếng Hàn chúng ta sẽ viết theo quy tắc đấy là gì ạ? Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Vậy thì đây, từ trái qua phải. Đúng không ạ? Đúng quy tắc rồi. Và khi học tiếng Hàn thì các bạn có một số người thì lại thắc mắc là thầy ơi, nếu như mà phát âm là viết là A và Y thì em viết như thế này có đúng không? Tức là các bạn sẽ viết như thế này này. Đấy là một chữ A cộng với một chữ Y như thế này thì có đúng hay không? Thì như thế này không đúng nhá. Bởi vì trong tiếng Hàn nếu là một chữ có nghĩa thì nó sẽ phải gì ạ? Cùng chung cái hình tròn này là cái gì thì hôm sau mình sẽ học nhá, mình sẽ biết nó là cái gì nhá. Rồi, tức là các bạn có thể dùng là nó sẽ phải dính liền vào nhau và được chung cái hình tròn như này. Tức là cái chữ Y này sẽ phải đi vào cái chữ A. Thế thôi ạ. Và các bạn sẽ đọc nó là chữ E nhá. Rồi tiếp theo ạ, chúng ta sẽ có một chữ như thế này. Nó sẽ là phái sinh của chữ E nhá. Và nó sẽ cộng bởi chữ Ya cộng với chữ Y ạ. Nó sẽ được phát âm, đấy là chữ Ye. Ye. Các bạn có nhớ vừa nãy mình nói các bạn không? Đấy là khi mà mình học cái gì ạ, nguyên âm cơ bản á. Chúng ta nhớ là gì ạ? Cái gì ạ? Cái nguyên âm mà được gọi là nguyên âm mở rộng ấy ạ, thì cách viết ấy, khi viết thì nó sẽ thêm một nét đúng không? Và khi đọc thì sẽ thêm một chữ Y vào đằng trước đúng không? Thì so với chữ E ở trên thì có phải là thêm một nét đúng không ạ? Và nó cấu tạo bằng chữ Ya cộng với chữ Y. Thì khi viết các bạn sẽ gì ạ? Viết là chữ Ya với chữ Y nhá. Mình sẽ phát âm là Y với E là Ye. Ye. Và khi viết ạ, thì các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ viết chữ Ya trước này. Đúng không ạ? Đó, như này nhá, chữ Ya đúng không? Và từ chữ Ya này các bạn sẽ gì ạ? Thêm cho nó một nét của chữ Y vào đây. Và các bạn lưu ý là cái nét này này, cái nét thứ hai, nét phụ của nó, nét chữ Y ạ, thì các bạn có thể viết dài bằng hoặc là dài hơn cái nét thứ nhất nhá, thì nó sẽ gì ạ? Hay hơn rất là nhiều. Tất nhiên là đôi khi các bạn cũng sẽ có thể là ở đâu đó trong một cái văn bản nhất định nào đó các bạn có thể thấy là nó sẽ viết gì ạ? Ngắn hơn hoặc là sẽ viết hơi điệu, cách điệu một chút, thì đó là chữ cách điệu thì mình không nói đúng không ạ? Đây là văn bản không chính thống để viết đúng không? Cũng như tiếng Việt của chúng ta cũng thế thôi. Ngày xưa mình học mình làm báo tường đúng không? Thì các cô cũng sẽ thường viết gì ạ? Cái chữ mà nó văn hoa đúng không? Thì mình sẽ nói sau nhá, mình sẽ được học sau đúng không? Rồi tiếp theo ạ, mình sẽ có một cái chữ như thế này. Mình sẽ có chữ O cộng với chữ Y. Đấy, chữ O với chữ Y thì được như nào ạ? Đây, thành một chữ như này các bạn thấy không ạ? Kỳ diệu không ạ? Đây nhá, chữ O này đúng không? Cộng với chữ Y đúng không? Thế nó sẽ thành chữ E nhá. Trong tiếng Hàn thì nó sẽ phát âm tương tự. Nó sẽ phát âm là chữ E, tương tự với chữ E trong tiếng Việt, nhưng mà các bạn chú ý là nó sẽ tương tự thôi nhá. Và các bạn phát âm tiếng Hàn nó phải như thế này ạ. E. E. Rồi, ok. Thế thì viết như thế nào ạ? Các bạn cũng sẽ gì ạ? Viết chữ O đúng không? Và bên cạnh chữ O thì thêm cho nó một nét của chữ Y, vậy là mình có chữ E rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhẹ nhàng tình cảm vẫn ra chữ đúng không? Rồi tiếp theo. Mình sẽ có phái sinh của chữ E ạ. Mình sẽ có phái sinh của chữ E thì là mình sẽ cộng bởi chữ gì ạ?
do, đúng không? Và mình cộng với chữ y. Cái chữ do và cộng với chữ y thì tiếng Hàn sẽ được viết như thế này. Đây, như thế này. Và sẽ được phát âm như thế này ạ. Ye. Ye. Ok. Y cộng với e, đúng không ạ? Ye. Thấy quen không? Đến đây các bạn học, các bạn có thấy quen không? Cái chữ này mà bạn nào mà xem phim nhiều thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Chính là vâng và dạ trong tiếng Hàn đấy ạ. Ye, đúng không? Là vâng và dạ đấy. Đúng không? Thì các bạn viết như thế nào? Các bạn sẽ viết gì ạ? Chữ do trước này, đúng không? Chữ do. Đấy. Đó là từ chữ do các bạn thêm cho nó một nét của chữ y vào thôi, thế là thành chữ ye. Nhớ nhá, ye là vâng và dạ. Dễ hiểu đúng không? Tiếp theo. Rồi bây giờ sẽ là chữ nắm ngang nhá. Các bạn sẽ có gì ạ? Nguyên âm O mà cộng với nguyên âm A. Các bạn biết tiếng Việt nguyên âm O cộng với A thành gì không? Thành hoa đúng không? Thế thì trong tiếng Hàn cũng sẽ thành chữ hoa. Các bạn sẽ viết như thế này nhá. Và lại nhớ lại cái quy tắc viết mà mình vừa nói. Đấy là các bạn đừng bao giờ viết gì đừng bao giờ thấy là O và A thì các bạn sẽ viết là O và A như thế này đúng không? Mà các bạn sẽ phải gộp vào chung một cái gì ạ? Mình cho này ạ. Các bạn sẽ phát âm là hoa. Hoa, đúng không ạ? Phát âm là hoa như thế này, tương tự trong tiếng Việt nhá. Thế thì khi viết ạ, các bạn sẽ viết chữ O trước này. Đó. Bên cạnh chữ O thì các bạn sẽ viết cái chữ A vào luôn. Thì các bạn nhớ là viết từ trên xuống dưới này, từ trên xuống dưới này, từ trái qua phải. Thì các bạn sẽ viết cái nét của chữ gì ạ? A bên đây luôn nhá. Từ đây ạ. Đó, các bạn thấy không ạ? Hình dung không ạ? Viết lại cho các bạn xem nhá. Viết chữ O này. Đó. Sau đó là từ cái nét này đâm vào cái nét chính của chữ A. Và từ đây đâm thẳng ra. Đây gọi là chữ hoa. Rồi ạ. Hoa trong tiếng Hàn có nghĩa là và, hoặc là đôi khi mà các bạn bất ngờ trước một cái gì, các bạn có thể nói là ua, đúng không ạ? Thêm một cái nguyên âm u vào đây nữa, ua có nghĩa là wow, tuyệt vời đúng không ạ? Bất ngờ đúng không? Mình sẽ học sau về nghĩa của nó nhá. Rồi tiếp theo ạ, mình sẽ có nguyên âm o, rồi mình lại cộng với nguyên âm a, và mình cộng với nguyên âm y tiếp. Hay đơn giản là mình hiểu thế này ạ, là nguyên âm o mà cộng với nguyên âm e nó thành cái gì ạ? Nguyên âm O mà cộng với nguyên âm E ạ. Đấy. Thì trong tiếng Hàn các bạn sẽ phát âm nó là Uê. Rồi Uê. Đây, chính là Uê đấy ạ. Đấy, chính là Uê như thế này này. Nhìn nó dễ nhá. Uê. Thấy được quen không ạ? Uê. Uê ố. Tại sao đúng không? Vâng, Uê. Tại sao? Nhiều bạn xem phim Hàn Quốc thì thấy các bạn Hàn Quốc, các bạn nữ đúng không ạ? Các bạn hay gọi là oppa, nan tae wae kuren đúng không? Đấy là tại sao đối xử với em như thế đúng không? Thì cái chữ uê là gì? Uê chính là tại sao đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ viết như thế nào? Đơn giản thôi. Thì sorry các bạn một chút nhá. Các bạn sẽ viết là chữ O này. Sau đó các bạn sẽ viết chữ E bên cạnh nó nhá. Thì chữ E thì các bạn biết viết rồi đúng không ạ? Vừa mới dạy các bạn ở trên đúng không ạ? Là các bạn sẽ viết một nét đúng không ạ? Nhớ là các bạn phải đi liền vào nhá. Cái nét phải đi liền vào nhá. Sau đó là thêm một nét nữa của chữ gì ạ? Oa. Và thêm cho nó một nét nữa là của chữ y vào thì thành chữ uê. Chính là chữ uê trong tiếng Hàn nhá. Uê ô. Tuyệt vời không ạ? Rồi, tiếp theo có một chữ nữa này. Đấy là chúng ta sẽ có. Rồi, nguyên âm O với Y ạ. Sau đây các bạn một chút nhá. Mình sẽ có nguyên âm O cộng với nguyên âm Y ạ. Nguyên âm O cộng với Y. Đây, thì sẽ phải viết như thế này. Thế thì nguyên âm O cộng với Y trong tiếng Việt của chúng ta thì có sẽ đọc là gì ạ? Ôi, đúng không? Rồi. Nhưng mà tiếng Hàn thì không phải là ôi đâu. Đúng không ạ? O với Y trong tiếng Hàn thì các bạn sẽ phát âm giống như là cái chữ vừa nãy các bạn phát âm ấy. Các bạn sẽ phát âm là uê luôn nhá. Uê. Rồi. Thế thì hôm sau thì mình sẽ giải thích rõ các bạn hơn về phần này nhá. Thì các bạn sẽ viết như thế nào ạ? Chữ O trước này, bên cạnh chữ O các bạn thêm nó là chữ Y. Thì đây, phát âm là uê, đúng không ạ? Cái chữ uê này thì ở trong cái một cái chữ viết đấy là tên họ của người Hàn Quốc, đấy là chuê, đúng không ạ? Các bạn nào mà từng gặp trong tiếng Hàn là cái người mà phiên âm tiếng Anh là Mr. như này đúng không ạ? Thì đọc là Mr. Chuê, đúng không ạ? Ông chuê gì đó. Thì mình sẽ được học cái này vào những cái buổi giới thiệu sau, mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Thì các bạn nhớ rằng O với Y thì mình đọc là uê. Tiếp theo ạ,
À, mình có chữ U cộng với chữ O, đúng không ạ? U với O. À, các bạn sẽ phát âm là gì ạ? Các bạn sẽ phát âm là ua. Ua nhá. U với O là ua. Đấy, thì các bạn chú ý cách viết của nó này. Chỗ này viết hơi hơi khác một chút này, là các bạn sẽ viết chữ U này, đúng không? Nhưng lần này cái nét của chữ O các bạn thấy thế nào ạ? Thế đáng ra như vừa giờ ạ, đấy là chúng ta cộng chữ oa đúng không? Đấy là chúng viết chữ oa thì chúng ta sẽ viết chữ O này, oa này. Thì cái nét phụ của chữ A thì nó sẽ ở giữa này đúng không? Ở tầm này đúng không? Nhưng bây giờ ạ thì nó sẽ không ở tầm đấy nữa, mà cái nét của nó ạ, cái nét của cái chữ U này ạ thì các bạn sẽ phải viết ở ở đâu nhỉ? Đây. Ở dưới đúng không? Ở dưới ạ. Vậy thì các bạn sẽ viết từ trên xuống dưới là đúng rồi đúng không? Bây giờ từ trái qua phải thì chữ U xong rồi, thì bây giờ qua phải là chữ gì ạ? Là chữ O. Nhưng mà chữ O này sẽ không phải là viết cái nét nó lên đây ạ, mà sẽ viết ở dưới như thế này. Đó. Rồi ok, hình dung chưa ạ? Thì nhá, mình sẽ viết chữ U này, xong đến nét của chữ O, rồi đến gì ạ? Đến cái nét đứng của chữ O nhá. Thế thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu những chữ tiếp theo nhá. Các bạn sẽ có gì ạ? Nguyên âm U cộng với cái chữ gì đấy ạ? Các bạn còn nhớ nguyên âm này không ạ? Các bạn thuộc chưa? Các bạn nào thuộc chưa nhỉ? Rồi, nó là nguyên âm E. Rồi, nguyên âm U mà cộng với nguyên âm E ạ, thì sẽ được viết như thế này ạ. U với E đọc là Ue, O. Các bạn có thắc mắc không? Vừa nãy chúng ta có cái gì ạ? Trên đây này cũng đọc là Ue. Dưới đây cũng đọc là V. Mà vừa nãy học ở cái gì ạ? Ở đằng trước nó cũng có một chữ đấy là gì ạ? Chữ U, chữ O cộng với chữ E đúng không ạ? Cũng là V. Thế thì trong tiếng Hàn có 3 chữ phát âm như nhau. Thực ra ấy, thì là chúng sẽ phát âm hơi khác nhau một tí xíu thôi. Tuy nhiên với tư cách là người học tiếng Hàn đầu tiên thì chúng ta gì ạ? Cứ đọc nó giống nhá, không sao ạ. Nó sẽ là giống nhau một chút thế mà. Thế thì cách viết của nó nhá, thì các bạn sẽ viết chữ U trước này, đúng không ạ? Đó, các bạn sẽ viết chữ U trước này. Rồi từ chữ U này, các bạn sẽ viết cho nó cái chữ E vào đây. Và các bạn cũng nhớ là cái nét gì ạ? Phụ của cái chữ E cũng sẽ phải ở dưới cái chữ U, đúng không ạ? Nó sẽ phải ở dưới chữ U, chứ nó không được gì ở trên đâu nhá. Giống như là chữ U này này, thì các bạn sẽ phải thêm đây trước này. Đó là thêm nét. Đó, các bạn hình dung chưa? Cũng đơn giản đúng không ạ? Không phức tạp lắm, nhìn thì phức tạp nhưng mà không phức tạp lắm đâu ạ. Rồi tiếp theo ạ, các bạn sẽ có nguyên âm U cộng với nguyên âm Y. Rồi trong tiếng Hàn thì thành chữ như thế này ạ. U với Y tiếng Việt là gì ạ? U với Y các bạn bảo là U với Y là ui đúng không ạ? Nhưng mà không phải nhá. Các bạn sẽ kéo dài cái chữ Y ra thành chữ Y dài nhá, để nó thành một cái chữ tương tự trong tiếng Việt, đấy là chữ Uy. Gọi đọc là Uy. Uy. Uy trung thử Uy nghi ạ, đúng không ạ? Các bạn sẽ viết chữ U này. Rồi, sau đó bên cạnh chữ U các bạn thêm cái chữ Y. Đơn giản đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi, và chữ nguyên âm cuối cùng mà chúng ta học đấy ạ, là chúng ta có chữ Ư cộng với chữ Y. Đấy, nó sẽ thành ra một chữ như thế này. Ư với Y tiếng Việt là gì ạ? Là gì ạ? Rồi, cũng giống như là trong tiếng Việt, như các bạn phát âm nhá, thì tiếng Hàn cũng sẽ phát âm là Ươi nhá. Ươi. Ok, các bạn sẽ viết chữ Ư trước này. Đó, và bên cạnh nó là chữ Y đi liền vào. Như này, đọc là chữ Ươi. Ok, vừa xong thì mình có hướng dẫn cho các bạn gì ạ? 11 cái nguyên âm trong tiếng Hàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập cách đọc nhá, của một nguyên âm này nhá. Mình bách lại một chút này. Các bạn thấy khó không ạ? Cũng bình thường đúng không? Nhưng không có gì khó lắm đúng không? Ừ. Rồi, chữ đầu tiên, sorry các bạn nhá, rồi chữ đầu tiên ạ, các bạn sẽ phát âm là gì nhỉ? Còn nhớ không ạ? E, đúng không ạ? E, ye, ye, e, ye, ye. Wa, chọn miệng nhá. Wa, wa. Ue, ue. Các bạn cứ lấy hơi hết sức ra cũng được ạ. Khi học tiếng Hàn thì các bạn cũng đừng tiết kiệm sức của mình quá nhá.
Rồi, tiếp theo ạ, để một chữ tiếp theo đấy là về. Về. Ua. Ua. Về. Về. Ui. Ui. Ơi. Ơi. Ok, các bạn ở nhà các bạn chịu khó gì ạ? Luyện tập phát âm gì ạ? Có 11 cái chữ này nhá. Cộng với lại gì ạ? 10 nguyên âm đằng trước nữa là chúng ta đã đọc được 21 nguyên âm đúng không ạ? Được một nửa rồi đúng không? Rồi. À như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn gì ạ? Nguyên âm trong tiếng Hàn bao gồm nguyên âm cơ bản và nguyên âm nguyên ghép, nguyên âm mở rộng đúng không? Và hy vọng là sau video này thì các bạn sẽ chăm chỉ luyện tập cách viết của nguyên âm. Chúng ta cứ học từ từ bình tĩnh đúng không ạ? Chúng ta sẽ học từ nguyên âm trước và sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn hãy ở nhà các bạn hãy viết thật kỹ từng chữ một và theo hướng dẫn của mình nhé. Và mình hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.